Căn Nguyễn rất vui được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình Nụ Cười Ngày Mới được phát sóng vào lúc 7 giờ 30 phút sáng mỗi ngày trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Căn Nguyễn mời chúc quý vị sẽ có một ngày mới tràn đầy năng lượng và chương trình hôm nay xin được gửi đến quý vị những nội dung chính ngay sau đây. Về điều trị của nhiễm dung lương thì cũng giống như điều trị của những cái căn bệnh khác là chúng ta phải điều trị cái nguyên nhân. Thứ hai là chúng ta phải điều trị cái triệu chứng. Hít sâu vào, thở nghiêng hết người sang bên trái. Hạ tay trái xuống, mắt nhìn lên trên cao. Hai cánh tay trên một đường thẳng, hít lên. Thưa quý vị, mở đầu chương trình Nụ Cười Ngày Mới, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Câu Chuyện Sức Khỏe. Kính thưa quý vị, nhiễm dung lương là một bệnh lý nguy hiểm hơn so với những loại dung khác. Và để hiểu rõ hơn về bệnh lý này như thế nào, thì trong chương trình hôm nay, Căn Nguyễn mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ trò chuyện với lại tiến sĩ bác sĩ Võ Duy Thông, giảng viên Bộ môn Nội, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, phòng khám Bệnh viện Đại học Y Dược 1, cơ sở Sư Vận Hạnh, quận 10. Căn Nguyễn xin được chào bác sĩ ạ. Xin chào MC Căn Nguyễn và xin chào quý vị xem đài. Thưa bác sĩ, thì nhiễm dung lương là một bệnh lý như thế nào và những cái triệu chứng của nó được rất nhiều người quan tâm. Nhưng mà trước tiên thì bác sĩ có thể cho quý vị khán giả được biết là nhiễm dung lương là một bệnh lý như thế nào ạ? Nhiễm dung lương là một bệnh về nhiễm ký sinh trùng khá là nguy hiểm nhất ở đường tiêu hóa. Và nhiễm dung lương này xuất hiện ở những vùng mà vùng nóng ẩm và đặc biệt ở những cái vùng mà có cái vệ sinh kém. Và cái nhiễm dung lương nó sẽ gây ra những cái biến chứng khá nặng nề và có thể gây ra tử vong. Tần số nhiễm dung lương nó tầm khoảng 1-2% trong dân số Việt Nam. Và một số cái nghiên cứu gần đây người ta đưa ra là tần số nhiễm dung lương chủ yếu gặp ở vùng Trung, Tây Nguyên và ở miền Nam do cái thời tiết khí hậu của mình, đó là nóng ẩm và cái điều kiện vệ sinh. Nếu ở những vùng Tây, ở vùng miền Tây rất dễ bị nhiễm cái dung lương. Thường thì những cái bệnh lý mà liên quan đến loại dung khác á, chúng ta được biết là thường là do nguyên nhân là ăn uống là nhiều. Vậy thì đối với cái bệnh nhiễm dung lương như thế này thì nguyên nhân cụ thể là như thế nào và có phải là từ ăn uống hay là những nguyên nhân khác nữa ạ? Nhiễm dung lương chủ yếu nó đường lây của nó qua cái đường tiếp xúc và da và niêm mạc. Thì đầu tiên thì những cái ấu trùng, những cái dung lương họ sẽ đi vào qua da và niêm mạc, họ vào cái tĩnh mạch, trở về tim, qua cái đường phổi, sau đó trở ngược về hầu và khí quản và nuốt vào thực quản. Từ đó thì cái dung lương nó sẽ xuống ống tiêu hóa. Tại đây thì dung lương nó sẽ sinh sôi nảy nở để trứng này kia, và nó sẽ một phần họ sẽ xuyên qua cái thành ruột để vào đường máu, một phần sẽ theo cái đường phân đi ra ngoài. Và khi những ấu trùng của dung lương đó ra ngoài rồi, cái dung lương vẫn có thể nảy nở, sinh sôi và nó đẻ trứng, và một lần nữa nếu chúng ta không vệ sinh sạch sẽ vẫn có thể tái nhiễm được cái con dung lương đó. Và khi dung lương nó vào máu rồi và cái đó nó sẽ phân tán đi khắp cơ thể và gây ra những cái hậu quả rất là khôn lường. Đó cũng là cái nguyên nhân của bệnh nhiễm dung lương này. Vậy thì không biết những người mà đã nhiễm phải cái bệnh lý này, thưa bác sĩ, thì thường họ sẽ có những cái triệu chứng như thế nào ạ? Cái câu hỏi này rất là thường gặp là nhiễm dung lương. Nhiều người đến, họ hoàn toàn họ không biết. Tại vì dung lương nhiễm thường họ sẽ không có triệu chứng. Nó sẽ có những trường hợp mà nhiễm dung lương cấp mà nhiều bệnh nhân người ta sẽ hay nhầm với những cái bệnh lý khác. Ví dụ như nhiễm dung lương cấp, người ta sẽ có ngứa hoặc phát ban ở những cái vùng mà dung lương họ xâm nhập, ở vùng da dung lương xâm nhập. Và khi vào rồi thì
dung lương sẽ gây ra những triệu chứng ở đường ống tiêu hóa, ví dụ như có thể gây ra viêm ruột, gây ra tắc ruột, có thể là gây ra tình trạng đau ở vùng thượng vị, tức là vùng trên rốn hoặc vùng cái dọc cái khung đại tràng, và từ đó có làm cho cái người bệnh và cả những bác sĩ lâm sàng người ta nhầm lẫn giữa những cái bệnh về đường tiêu hóa. Vì vậy mà cái nhiễm dung lương nó thường không triệu chứng. Một số trường hợp thì người bệnh người ta đi khám sức khỏe định kỳ, người ta phát hiện ra là tăng cái bạch cầu ái toan. Từ đó thì người bác sĩ lâm sàng người ta mới đề nghị làm xem xét nghiệm để xét nghiệm chẩn đoán huyết thanh xem bệnh nhân có nhiễm dung lương, dung đồ chó hay những cái ký sinh trùng khác, và từ đó bác sĩ sẽ có những điều trị thích hợp. Triệu chứng thứ hai mà triệu chứng trên lâm sàng thể hiện ở những bệnh nhân mà nhiễm dung lương mạn, thì như chúng ta đã biết là dung lương nếu chúng ta nó ký sinh ở trên ống tiêu hóa và nó xuyên qua thành ruột, nó vào máu, và từ đó nó có thể đi lên cái thần kinh trung ương, và nó sẽ gây ra những trường hợp có thể là viêm màng não, có thể là xuất huyết não, mà người nhiều khi bệnh nhân vào người ta sẽ lầm tưởng với viêm màng não do virus, viêm màng não do vi khuẩn, mà nhiều khi nó là viêm màng não do dung lương. Trường hợp thứ hai là có thể bệnh nhân có thể là viêm phổi, thì những trường hợp đó khi bệnh nhân cấy đàm vẫn có thể phát hiện được những cái ấu trùng của dung lương. Đó là những cái mà khi bệnh nhân đã nhiễm dung lương mãn tính hoặc là bệnh nhân nhiễm dung lương cấp tính mà những triệu chứng lâm sàng người bệnh có thể bỏ qua, hoặc những bác sĩ lâm sàng cũng có thể bỏ qua những cái trường hợp đó. Tại vì chúng ta biết là cái tình trạng nhiễm dung lương là do cái nhiễm từ cái đường da và niêm mạc chúng ta xâm nhập vào cơ thể và nó ký sinh tại đường ruột của chúng ta. Dạ, như vậy thì khi mà dung lương vào trong cơ thể sẽ ký sinh ở đường ruột. Vậy thì không biết là y học ngày nay á, thưa bác sĩ, có những cái phương pháp kỹ thuật như thế nào để chẩn đoán được căn bệnh này cũng như cái phương pháp điều trị, thưa bác sĩ? Cái phương pháp về chẩn đoán của dung lương thì hiện tại nó sẽ có trên về mặt lâm sàng và cận lâm sàng. Có nghĩa là về những triệu chứng của bệnh nhân đến, thì đa phần bệnh nhân đến có những triệu chứng mà ngứa, nổi mề đay, thì nhiều khi những bác sĩ da liễu đầu tiên ta sẽ đến bác sĩ da liễu trước. Nhưng mà nhiều khi bác sĩ da liễu điều trị không khỏi, hoặc là bác sĩ nghi ngờ nhiễm dung lương, thì những trường hợp đó bác sĩ có thể đề nghị về những cái xét nghiệm về cận lâm sàng. Thí dụ ở đây là chúng ta có thể làm soi phân để tìm dung lương, nhiễm ký sinh trùng có hay không. Thứ hai là chúng ta có thể tìm một cái huyết thanh chẩn đoán về dung lương, về huyết thanh ELISA, là xét nghiệm ELISA để xem là bệnh nhân này có nhiễm cái dung lương hay không. Và một cái mà thường gặp nhất đó là khi người bệnh ngày nay thì cái tình trạng kinh tế, tức là cái tình hình kinh tế càng cao, đời sống cao, thì người bệnh sẽ chăm sóc sức khỏe thường xuyên hơn, thì cứ khám sức khỏe mỗi 6 tháng hoặc 1 năm. Thì khi mà cái công thức máu, khi mà xét nghiệm thường quy nhất, công thức máu về mà người bác sĩ người ta phát hiện thấy cái bạch cầu ái toan tăng cao, đó là một tình trạng về nhiễm ký sinh trùng. Và từ đó người ta sẽ đề nghị những cái xét nghiệm ELISA, huyết thanh, để chẩn đoán xem có nhiễm dung lương hay những cái dung khác hay không. Đó là những cái phương pháp xét nghiệm hiện tại mà ở Việt Nam chúng ta có. Như vậy là theo bác sĩ là cũng nên khám sức khỏe định kỳ khoảng 6 tháng một lần để có thể tìm ra được ít nhất là cái căn bệnh này, phải không bác sĩ? Vậy thì bác sĩ không biết là những cái đối tượng nào sẽ dễ mắc phải căn bệnh này, hay là có những cái đối tượng đặc biệt nào sẽ dễ có nguy cơ cao để nhiễm phải dung lương không bác sĩ? Những cái đối tượng mà dễ nhiễm về dung lương, đầu tiên là chúng ta phải nói là cái vệ sinh. Ở những cái môi trường, ví dụ như ở những người mà người ta hay làm việc bằng chân tay, với tiếp xúc với đất đai nhiều quá, thì chúng ta biết là đường lây nhiễm chúng ta là qua da và niêm mạc. Đối tượng thứ hai là như chúng ta biết là những cái vật thể vào cơ thể chúng ta thì chúng ta sẽ có đề kháng để chống lại cái đó. Thì ở những người mà sức đề kháng yếu, có nghĩa là những người bị suy giảm miễn dịch, thì cái nguy cơ nó bùng lên, cái nhiễm dung lương sẽ có.
người ta gọi là bệnh nhiễm trùng lương lan tỏa, tức là suy rất nhiều cơ quan. Ở những cái bệnh, những cái người mà bị bệnh suy giảm miễn dịch đó thì có thể là những người mà đang dùng những thuốc corticoid để điều trị như bệnh lupus hoặc những bệnh viêm khớp dạng thấp, những cái bệnh nhân mà dùng cái thuốc ức chế miễn dịch, độc tế bào chẳng hạn như vậy, thì cái đề kháng của những người bệnh đó sẽ giảm, và cái nguy cơ mà lây nhiễm cũng như là nguy cơ mà bùng lên một cái đợt mà bệnh dung lương lan tỏa sẽ có. Vì vậy và những cái người đó nên được thăm khám định kỳ để theo dõi cũng như là đưa ra cái phương pháp gọi là phòng ngừa hợp lý. Thưa bác sĩ, vậy thì có những cái phương pháp điều trị như thế nào đối với những bệnh nhân bị nhiễm dung lương ạ? Về điều trị của nhiễm dung lương thì cũng giống như điều trị của những cái căn bệnh khác, là chúng ta phải điều trị cái nguyên nhân. Thứ hai là chúng ta phải điều trị cái triệu chứng. Thì điều trị cái nguyên nhân thì chúng ta sẽ có những cái thuốc đặc hiệu để điều trị cho cái dung lương, chúng ta diệt dung lương. Cái thứ hai nữa là chúng ta điều trị về cái triệu chứng, ví dụ bệnh nhân sẽ có ngứa, bệnh nhân nổi mề đay thì chúng ta sẽ dùng những cái kháng histamine, những cái thuốc để chống dị ứng, cái chuyện chống ngứa cho bệnh nhân. Và chúng ta có thể, nếu bệnh nhân này có nhiễm dung lương lan tỏa, ví dụ như bệnh nhân có viêm phổi, bệnh nhân sẽ có tình trạng là viêm ruột chẳng hạn, thì chúng ta cũng sẽ phải điều trị những cái triệu chứng cũng như là những biến chứng đó của cái dung lương gây ra. Dạ, vậy thì cái thời gian điều trị đối với những bệnh nhân nhiễm dung lương như thế nào bác sĩ? Và có những cái lưu ý gì trong quá trình điều trị không? Điều trị của nhiễm dung lương nó tùy thuộc vào cái tình trạng bệnh của bệnh nhân. Nếu như bệnh nhân này chỉ nhiễm dung lương cấp hoặc là chỉ dung lương gọi là phát hiện những triệu chứng lâm sàng nhẹ thì bệnh nhân có thể điều trị 1, 2 ngày hoặc 5 ngày. Nếu như bệnh nhân này có nhiễm dung lương lan tỏa, tức là có nhiễm cái dung lương mà nó tổn thương cái cơ quan khác, thì thời gian điều trị có thể sẽ lâu hơn, tùy theo cái mức độ tổn thương của cái dung lương tại những cơ quan đó. Và một cái lưu ý là chúng ta nên điều trị dung lương một cách triệt để, tại vì nếu như chúng ta điều trị dung lương không triệt để thì cái việc nó sẽ gọi là di chuyển, tức là phân bố cái dung lương nó sẽ gây ra những hậu quả mà nó sẽ nguy hiểm hơn. Thí dụ như sẽ tổn thương ở những cái ruột, gây ra là viêm ruột, có thể gây thủng ruột, hoặc nó gây ra biến chứng ở những cái cơ quan thần kinh. Chúng ta biết là viêm màng não chẳng hạn vậy, hoặc bệnh nhân sẽ có viêm phổi. Và một trong những cái mà biến chứng tại chỗ có nghĩa là bệnh nhân có thể bị viêm ra, viêm da. Và cái da này nó sẽ là cái yếu tố nguy cơ để bệnh nhân bị nhiễm trùng huyết và dẫn đến tử vong. Vì vậy, việc theo dõi, điều trị cũng như là phòng ngừa các cái biến chứng của cái bệnh dung lương cần phải được theo dõi tốt hơn. Vậy thì không biết là trong cái thời gian điều trị như vậy thì cái việc ăn uống sinh hoạt mình sao cho cái bệnh nó được mau chóng lành lại và sức khỏe được ổn định trở lại, thưa bác sĩ? Bệnh nhân chỉ cần ăn uống lành mạnh, tức là ăn chín uống sôi, và việc thứ hai nữa là tránh trường hợp tái nhiễm. Có nghĩa là bệnh nhân, những cái người mà làm những công việc liên quan đến ví dụ như là trồng cây, vườn chẳng hạn vậy, thì người bệnh nên có cái găng tay bảo hộ hoặc là ủng hoặc là cái dép để tránh cái lây nhiễm từ cái đất chúng ta lây nhiễm lên. Thứ hai, chúng ta phải có cái vệ sinh cá nhân của bệnh nhân là sạch sẽ chẳng hạn như vậy. Và thứ ba nữa là cái chúng ta vệ sinh về công cộng, tức là phân và những cái môi trường xung quanh chúng ta phải sạch sẽ. Đó là cái nguồn lây của bệnh dung lương. Dạ thưa bác sĩ, vậy thì cái việc phòng ngừa để mà không có bị cái nhiễm dung lương này á, nó như thế nào bác sĩ? Bác sĩ có thể cho quý vị khán giả được biết thêm mà. Phòng đúng là phòng bệnh còn hơn là chữa bệnh. Thì việc phòng ngừa cái dung lương chúng ta bắt nguồn từ cái vệ sinh cộng đồng trước. Có nghĩa là chúng ta làm sạch cái môi trường xung quanh. Sạch môi trường xung quanh chúng ta phải sạch sẽ. Ví dụ như phân, đặc biệt ở những vùng quê á, những cái miền Tây hoặc là những vùng chung cái Tây Nguyên thì chúng ta có cái môi trường xung quanh phải sạch sẽ. Thứ hai là vệ sinh cá nhân, chúng ta cũng cần phải sạch sẽ.
Và cái thứ ba là những cái người mà làm ở môi trường tiếp xúc với đất nhiều, ví dụ như làm vườn, làm ruộng hoặc là trồng cây, thì những người đó nên có những cái dụng cụ bảo hộ như là găng tay, ủng, vớ, dép để chúng ta ngăn ngừa cái sự lây nhiễm của cái dung lương vào cái vùng da và niêm mạc. Đó là cái nguy cơ mà nó lây nhiễm. Và đối với những người mà bị suy giảm miễn dịch hoặc dùng những cái thuốc ức chế miễn dịch thì những người bệnh đó càng phải có môi trường sạch sẽ hơn, vệ sinh được tốt hơn. Và nên, cái câu cuối cùng, chúng ta nên khám sức khỏe định kỳ mỗi 6 tháng hoặc 1 năm để xem có những chỉ số bất thường nào đó. Thí dụ như công thức máu, chúng ta có tăng bạch cầu hải toan hay không, hoặc là bệnh nhân chỉ cần ngứa thì người bác sĩ lâm sàng sẽ đưa ra những cái bước tiếp theo để giúp để chẩn đoán sớm và điều trị sớm cho bệnh nhân. Dạ, đúng như bác sĩ nói là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Và cảm ơn bác sĩ rất nhiều đã có những chia sẻ tư vấn đến tất cả quý vị để giúp cho quý vị có được những cái lưu ý đối với bệnh nhiễm dung lương. Cảm ơn Ca Nguyễn và cảm ơn quý vị xem đài. Thưa quý vị, còn ngay sau đây, Ca Nguyễn mời quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục Bí quyết sống khỏe. Namaste. Xin chào tất cả mọi người. Tôi tên là Vũ Thị Linh, tôi đến từ công ty thiền và yoga Trái Tim Vàng. Hôm nay tôi xin giới thiệu với mọi người chuỗi bài tập yoga giúp ngăn ngừa đột quỵ cho người lớn tuổi. Chúng ta cùng bắt đầu. Thả lỏng toàn bộ cơ thể, hai chân chúng ta tách nhẹ ra. Đối với ai có vấn đề về tim mạch và huyết áp thì chúng ta tách nhẹ chân, không nên khép sát chân lại với nhau quá. Thả lỏng toàn bộ bàn chân. Thả lỏng hai tay buông dọc theo thân, nhìn thẳng về phía trước, tập trung hoàn toàn vào hơi thở của mình. Hít sâu vào, hai tay vươn lên cao, đồng thời nhón chân lên cao hết cỡ của mình. Vươn cao thật cao lên, thở hạ nhẹ nhàng. Tiếp tục, hít sâu vào, vươn cao toàn bộ cơ thể của mình lên. Hai tay vươn thẳng lên trên cao, thẳng chỏ tay, mũi tay hướng lên trên trời. Nhìn thẳng về phía trước, thở hạ, hít sâu vào, tiếp tục vươn cao lên, cố gắng tập trung hoàn toàn vào hơi thở của mình. Tư thế này giúp cho chúng ta tăng cường sự tập trung cho trí não. Giữ lại vài giây, hít sâu và thở chậm, thả lỏng các ngón chân. 3, 2, 1, thở hạ nhẹ nhàng. Hít sâu và thở chậm, chúng ta điều hòa hơi thở. Tiếp theo chúng ta chuyển sang tư thế tam giác vặn mình. Hai chân chúng ta tách rộng ra hơn ngoài hông của chúng ta. Nếu bạn cảm thấy chưa thoải mái thì chúng ta có thể tách rộng chân ra hơn nữa đến khi nào chúng ta cảm thấy thoải mái. Hít vào, hai tay dang ngang bằng vai. Duỗi thẳng hai cánh tay, mắt nhìn thẳng về phía trước. Cố định lại phần hông và thân dưới của chúng ta. Chúng ta thực hiện bên phải trước, mở mũi chân phải sang ngang, lưu ý hai bàn chân trên một đường thẳng. Giữ, cố định hông lại, hít sâu, thở, nghiêng hết người sang bên phải, hạ tay phải xuống, duỗi thẳng lưng, mắt nhìn lên trên, hai cánh tay cố gắng trên một đường thẳng. Hít lên, xích cơ bụng lại, nâng người mình lên. Tiếp tục, thở ra, nghiêng hết người sang bên phải, hạ tay xuống, mắt nhìn lên trên cao. Cố gắng mỗi một hơi thở ra, chúng ta vươn lưng duỗi dài ra hơn. Hít lên. Lần cuối, thở ra, nghiêng hết người sang bên phải, hạ xuống. Lần này chúng ta giữ lại ở đây, mắt nhìn lên trên cao, duỗi thẳng tay trên và thả lỏng tay dưới. 5, 4, 3, 2, 1. Tiếp theo chúng ta hạ tay trái xuống, đặt cạnh bàn chân phải. Hít vào, vươn tay phải lên cao, mắt nhìn lên theo các ngón tay phải. Hít sâu vào, vươn cao người lên hơn nữa. Giữ lại. 5, 4, 3,
2, 1, xiết cơ bụng vào, hít nâng người mình lên tư thế ban đầu. Chúng ta đóng mũi chân phải lại, đổi bên chúng ta thực hiện bên chân trái, mở mũi chân trái sang ngang, hai cánh tay vẫn giữ thẳng. Hít sâu vào, thở nghiêng hết người sang bên trái. Hạ tay trái xuống, mắt nhìn lên trên cao. Hai cánh tay trên một đường thẳng, hít lên. Thở, lần thứ hai nghiêng người sang trái, hạ xuống. Hít lên. Lần thứ ba thở, nghiêng hạ sang bên trái, giữ lại ở đây. Cố gắng thả lỏng tay dưới và kéo căng tay trên lên, giữ. Hít sâu và thở chậm, duỗi lưng cho thật thẳng ra. Tư thế này rất tốt cho hệ thần kinh chúng ta, giúp chúng ta giảm sự căng thẳng, stress, giúp cho trí não chúng ta được nghỉ ngơi. Hít sâu, thở, hạ tay phải xuống, đặt gặp bàn chân trái. Hít vào, vươn tay trái lên, mắt nhìn theo các ngón tay trên. Cố gắng vươn cao tay lên và duỗi lưng thẳng ra. 5, 4, 3, 2, 1, xếp cơ bụng, hít nâng người mình lên. Thở ra, chúng ta đóng mũi chân về lại tư thế ban đầu. Thả lỏng toàn bộ cơ thể, chúng ta hít sâu và thở chậm 2 đến 3 hơi thở, ổn định lại cơ thể chúng ta ở đây. Tiếp theo chúng ta vào tư thế đứng gập người, đầu chạm sàn. Chúng ta tiếp tục lại tách chân ra, ra ngoài cơ thể chúng ta, tách rộng ra. Hít sâu vào, hai tay vươn lên cao, vươn cao thật cao lên. Thở, vươn dài lưng gập người xuống. Lần này chúng ta cho đỉnh đầu chạm sàn. Ai chưa được cứ gập theo sức của mình, tới đâu hay tới đó. Ai tốt rồi chúng ta cho đỉnh đầu chạm sàn. Lưu ý chúng ta không dồn lực vào đỉnh đầu, chỉ chạm sàn. Ai tốt hơn nữa, hai cánh tay chúng ta nắm lấy hai cổ chân. Chúng ta giữ thăng bằng ở đây. Tư thế này giúp cho hệ thần kinh chúng ta được khỏe mạnh hơn, giúp máu được bơm về não dồi dào hơn. Hít sâu và thở chậm 3, 2, rất tốt. 1, nhẹ nhàng hít sâu vào, vươn cao người mình lên. Thở, hạ nhẹ nhàng về lại tư thế ban đầu. Tiếp theo vào tư thế cuối cùng, chúng ta vào tư thế nằm vặn mình. Chúng ta quay về bên phải, nhẹ nhàng co gối trái, duỗi chân trái ra. Xin lỗi, co gối trái, nghiêng người sang phải, nằm xuống. Hai tay chúng ta dang rộng ngang vai, lòng bàn tay úp dưới sàn nhà. Chúng ta thực hiện bên chân phải trước. Hít vào, nâng chân phải lên. Thở, hạ chân phải qua bên thân trái. Mắt xoay sang bên phải. Giữ lại ở đây. Hãy cố gắng áp má xuống dưới sàn gần nhất có thể của chúng ta. Giữ lại, cảm nhận lưng chúng ta được kéo căng, dạng duỗi thả lỏng. 3, 2, 1, hít nâng chân lên. Thở, hạ chân phải xuống. Chúng ta đổi bên chân trái. Hít vào, nâng chân trái lên. Thở, nghiêng hạ chân trái sang bên thân phải. Mặt xoay sang bên trái. Cố gắng áp má xuống sàn nhà gần nhất có thể của chúng ta. Hãy cảm nhận lưng chúng ta. Hít sâu và thở chậm, giữ lại. 3, 2, 1. Hít nâng chân lên, thở hạ nhẹ nhàng. Về tư thế nằm thoải mái, hai tay tách nhẹ, lòng bàn tay ngửa. Thả lỏng toàn bộ cơ thể. Hít sâu và thở chậm. Chúng ta nhẹ nhàng co gối trái, nghiêng người sang phải, cùng ngồi dậy. Chúng ta ngồi vào tư thế thoải mái. Chúng ta vừa thực hiện xong chuỗi động tác yoga giúp ngăn ngừa bệnh đột quỵ ở người lớn tuổi. Mọi người hãy cố gắng luyện tập đều đặn mỗi ngày để tăng cường sức mạnh cho hệ thần kinh của mình, giúp mọi người có được sức khỏe ngày càng tốt hơn mỗi ngày.
Chúc các bạn luyện tập thành công. Namaste. Tiếp theo sau đây là những thông tin y tế sức khỏe trong chuyên mục Điểm tin, mời quý vị cùng theo dõi. Những cách giúp ngăn chặn tóc bạc sớm, giảm stress. Căng thẳng luôn để lại trên khuôn mặt và cơ thể bạn những dấu vết lão hóa không thể xóa nhòa. Do đó, bạn cần cố gắng giảm thiểu stress trong cuộc sống bằng việc xây dựng một thời gian biểu sống và làm việc hợp lý, luôn thư giãn tinh thần bằng việc tập luyện và nghỉ ngơi. Xây dựng chế độ ăn đủ chất dinh dưỡng. Ngoài vitamin B12, bạn nên bổ sung các thực phẩm giàu vitamin A, sắt và canxi vì chúng có lợi cho sự phát triển của nang tóc, da đầu. Khi có biểu hiện bạc tóc, bạn cần đi kiểm tra để chắc chắn rằng mình không bị thiếu hụt chất dinh dưỡng hoặc mắc phải một tình trạng bệnh lý nghiêm trọng nào đó. Chăm sóc và giữ độ ẩm cho tóc bằng cách gội đầu thường xuyên với các loại dầu gội dịu nhẹ. Bạn có thể giữ tóc luôn bóng khỏe bằng việc sử dụng thêm các loại tinh dầu dưỡng để bổ sung độ ẩm cho tóc. Kính thưa quý vị, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Nụ Cười Ngày Mới sáng nay. Và chúng tôi hẹn gặp lại quý vị vào lúc 7 giờ 30 phút sáng mỗi ngày trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Càng nguyện cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.